Xin chào các bạn, video lần trước chúng ta đã tìm hiểu một thiết bị 2 trong 1, đó chính là Amply BF Audio K9900A. Và video lần này, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một bất ngờ khác qua thiết bị mà chúng tôi ưu ái gọi là Soái Ca. Còn bây giờ, MC Linh Tâm sẽ giúp các bạn làm quen với anh chàng Soái Ca này. VDA chuyên gia âm thanh karaoke, VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào các bạn, tôi là Linh Tâm. Và theo như lời giới thiệu ban đầu thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một anh chàng Soái Ca có một tính năng siêu đặc biệt, đấy chính là tích hợp 5 thiết bị trong một sản phẩm. Không biết ở đây có anh em nào đoán ra chưa? Vâng, đấy chính là chiếc loa kéo cao cấp Beatbox KB41. Nào, hãy cùng Linh Tâm tìm hiểu xem anh chàng Soái Ca này có gì đặc biệt nhé. Chiếc loa kéo Agnot KB41 không đơn thuần là chiếc loa kéo mà nó là dàn karaoke di động 5 trong 1 độc đáo. Cụ thể là sản phẩm này tích hợp 5 thiết bị tạo nên một dàn karaoke hoàn thiện. Một đầu KTV karaoke Wi-Fi chip âm thanh 2634, ngõ ra HDMI. Một âm ly cộng mixer chất lượng cao. Một loa bass 4 tức, độ lợi cao, loa chép hiệu ứng đẩy. Một bộ gồm 2 micro không dây âm thanh trung thực. Phát Wi-Fi tối đa 8 thiết bị di động. Thiết kế thùng gỗ sang trọng, công suất lên đến 600W BMBO, cho âm thanh mạnh mẽ sống động. Cặp micro không dây nhẹ hơi lọc âm tốt, nâng giọng hát karaoke chuyên nghiệp. Tích hợp hơn 30.000 bài hát, kết hợp hai kho nhạc, vừa MIDI, vừa KTV video. Phát nhạc karaoke qua thẻ nhớ USB và ổ cứng HDD. Tự phát Wi-Fi cho thiết bị điều khiển và xem video karaoke qua ứng dụng Karaoke Connect trên smartphone, smart TV, không cần internet, không tốn cước phí 3G. Máy có nguồn nuôi bằng pin ắc quy hơn 6 giờ cho nhu cầu ca hát ngoài trời. Âm thanh mạnh mẽ sôi động nhờ hệ thống loa đẩy, hơn nữa được thiết kế bằng thùng gỗ, chất âm khi loa phát ra sẽ được giữ trọn và hay hơn. Một trong những tính năng siêu đặc biệt mà chiếc Agnot KB41 này luôn làm hài lòng khách hàng, đấy chính là tính năng chọn bài hát thông minh. Cụ thể là app Karaoke Connect trên màn hình cảm ứng, máy tính bảng, điện thoại iOS, Android, Windows Phone, remote đa năng với phím tắt A, B, C. Tự phát Wi-Fi cho 8 thiết bị điều khiển cùng lúc, nhạc KTV và MIDI kết hợp với số lượng hàng chục ngàn bài hát. SAM2634 chuyên dụng, tái tạo âm thanh tinh tế, sống động, mạnh mẽ. Ngõ ra HDMI cho TV, LCD và chất lượng hình nền karaoke sắc nét. Phát nhạc karaoke từ thẻ nhớ USB và ổ cứng HDD. Phát video ra thiết bị smartphone, Android TV qua Wi-Fi. Smartphone, máy tính bảng trở thành màn hình karaoke sinh động, sử dụng mọi lúc mọi nơi, không lo vướng víu. Chỉ trong một thiết bị nhỏ gọn, chiếc Agnot KB41 có thể giải quyết tất cả những vấn đề mà bạn đang loay hoay. Bây giờ thì bạn hiểu vì sao chúng tôi gọi đây là anh chàng Soái Ca rồi chứ. Soái Ca thì phải đẹp trai và đa năng như vậy đó. Nào hãy ghé video ngay hôm nay để sở hữu chiếc Agnot KB41 với giá khuyến mãi chỉ 7.500.000 đồng. Chưa kể bạn sẽ nhận được những món quà lên đến giá trị 1.100.000 đồng. Cuối cùng, đừng quên nhấn subscribe để đón xem những video mới nhất của VDA nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ghé ngay hệ thống showroom VDA để trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Chi nhánh 1-207 Tân Phước, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2-105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3-178 Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 4-320 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay www.vda.vn hoặc www.vdashop.net xem chi tiết.